Và giờ các bạn hiện tại mình đang có mặt tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ở đây công ty Louis có nhận thiết kế và thi công công trình biệt thự Tân Cổ Điển. Thì cái công trình này đang ở phía sau lưng mình đây, thì cái công trình đã bước vào cái giai đoạn đổ bê tông cái tầng mái của biệt thự rồi. Thì bây giờ mình sẽ lên tuốt cho máy đó để ghi hình một chút, các bạn sẽ tham khảo theo dõi thêm cái công tác đổ bê tông của các em công nhân Louis nha. Rồi. Chưa khum xuống mà táo cậu tới đi cậu tới táo rút qua nhà kia luôn đang tới dư sức đi nông táo tình lộ luôn đang táo nậu. Cần này chắc cũng phải 30 mét hả? 42 mét. Dư sức đó. Đây đi vô trong. Ui dạ. Rồi qua đi. Rồi cái lưng thôi mà đừng quá mệt mát ngủ ở đó. Rồi đi nọ. Rõ chưa? Rõ chưa? Quay quay phải rõ. Rõ quay chi trời. Đi qua đi. Rồi đây là sàn tầng mái hả các bạn? Đây. Đây là cái vách mái mới đổ tầng trước. Mái này thì ít thôi. Ủa nãy anh nói cái máy này bao nhiêu khối anh? Hả? Cái máy này anh nói nãy anh nói nhiêu khối? 13 khối. Này chắc lẹ ha. Mà bị cái xe kia nó phải chạy về, phải chạy đợi nó chạy lên lại hả? Không biết nó chạy về không ta? Còn cái thứ gì? Lên đây là lên tới đây là lên đỉnh rồi nha các bạn. Rồi đổ bê tông này chỉ cần 6 anh em thôi. Mình đang ở đứng cuối của cái máy rồi nè. Đó. Qua sơ sơ cho các bạn thấy vị trí của cái máy. Với cái máy cao như này thì mình có thể tận dụng làm phòng chức năng ở trên cái máy này luôn. Theo mà được biết thì trên đây cái máy, cái tầng áp máy này thì sẽ được làm phòng thờ và một phòng ngủ cho khách. Anh chủ nhà theo rất là sát công trình này các bạn. Lần nào mình tới đây cũng anh cũng lên tới đủ các sàn để ghi hình lại cái công tác của anh em luôn, công nhân luôn. Chỗ này là mình còn cái tum nữa đúng không anh? Dạ. Này là để mình là cái tầm này để trang trí rồi hả? Có dùng làm gì không? Đâu. Đào lên giống như trang trí để lấy sáng cho cầu thang. À. Cái này cầu thang.
À dạ. Rồi vậy là mình vừa mới giới thiệu với các bạn cái công tác đổ bê tông cái tầng mái của ngôi biệt thự Tân Cổ Điển tại Tân An, Long An. Thì sắp tới ngôi biệt thự này sẽ đi vào hoàn thiện, thì mình sẽ có những chuyến cho đây ghi hình tiếp cái giai đoạn hoàn thiện của cái ngôi biệt thự này. Thì nếu các bạn quan tâm thì có thể nhấn like và đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo video mới nhất từ Louis. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.